Cuộc sống rất ngắn ngủi, biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ không còn cơ hội gặp lại những người thân yêu, và chúng ta sẽ tiếc nuối vì những điều chưa kịp nói. Vậy nên hãy dành những lời yêu thương từ đáy lòng cho những người bạn trân trọng. Đừng ngại ngùng, đừng suy tính thiệt hơn hay được mất, nhất là những người thân trong gia đình. Hãy tha thứ cho nhau khi còn có thể. Đừng để cái tôi trở nên quá mạnh mẽ rồi ân hận nuối tiếc khi tất cả đã mãi mãi vụt khỏi tầm tay. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc bằng sự tử tế và bình an, đừng sợ hãi hay hối tiếc. Hãy sống vì những người bạn yêu thương và đừng bao giờ quên nói với họ rằng họ có ý nghĩa nhiều như thế nào với bạn. Hãy dừng lại một chút và suy nghĩ. Bất cứ điều gì bạn cần phải làm thì hãy làm ngay trong ngày hôm nay.